Vụ xuân năm 2024, Thanh Hóa đã gieo trồng hơn 600 hecta dưa hấu, tập trung ở các huyện Hoàng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc và Như Xuân. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát, nên năng suất dưa hấu đạt khoảng 25 tấn mỗi hecta. Tổng sản lượng dưa hấu toàn tỉnh đạt gần 15.000 tấn, đồng thời việc tiêu thụ sản phẩm cũng thuận lợi hơn. Do đó, doanh thu bình quân đạt 180-190 triệu đồng một hecta, lợi nhuận đạt 90-100 triệu đồng một hecta một vụ.